Hello cả nhà, chào mừng mọi người quay trở lại kênh Hanami Garden. Hôm nay là một ngày đầu xuân năm mới, thì mình đang ở trên vườn đây. Hôm nay mình sẽ thu hoạch các loại cải để ăn lẩu. Đầu xuân năm mới thì chỗ mọi người như thế nào? Chỗ mình đang hiện tại đang là nắng. Hôm nay thời tiết rất là đẹp, thời tiết trời lạnh nhưng mà có nắng. Hôm nay mình có một cái mẹt rất là to để thu hoạch rau đây. Mời mọi người thu hoạch rau với mình nhá. Ở vườn nhà mình lúc này, đây là thời điểm đẹp nhất. Mùa xuân là mùa đẹp nhất mà. Mình sẽ quay cả vườn cho mọi người xem nha. Đây là cây cải wasabi. Đây là một loại cải rất là cay mọi người ạ. Đây là cải mù tạt, ăn cay sộc lên ấy. Còn đây là Red Kingdom. Hôm nay đã rất là lớn rồi. Đây là cải bốn mùa, được trồng bốn mùa quanh năm luôn. Cải này thì ăn rất là ngon, nấu cũng ngon, mà muối dưa cũng ngon, mà ăn nướng cuốn cũng ngon. Ăn được rất nhiều món luôn. Còn đây là cây bạch tuộc mà hôm trước mình quay cho mọi người đây. Hôm nay đã lớn được đến từng này rồi đấy ạ. Mình vẫn đây, hôm nay nó có một cái nhánh nữa ra, mình sẽ ngắt đi nha. Đấy. Mọi người cứ thấy nhánh nào thì mọi người sẽ ngắt cho mình nhánh đó nha. Hôm nay là lớn, mình vẫn để cho nó cao nữa để lên dàn. Đây. Còn các bạn dâu tây Hàn xeo đây. Bắt đầu đậu quả rồi nha mọi người. To được cái mức độ này thì mình sẽ bắt đầu mình để cho nó đậu quả. Còn đây là những cây cà chua mình đang trồng mới. Còn đây là khủng long đây. Hôm trước mình có quay một clip ý, mà mình thu hoạch, thì hôm nay nó đã to lên như thế này rồi đấy ạ. Đấy, khủng long cực kỳ to. Còn đây là rong biển đây, keo rong biển. Hôm trước với cả hôm nay thì hôm nay đã to hơn rất nhiều rồi. Ở ngoài mọi người mà thấy nó còn sẽ rõ hơn, rất là to luôn. Keo rong biển đây, to vô cùng. Đây, dâu Hàn xeo. Nhà mình thì bây giờ rất là nhiều hoa và quả dâu rồi đây. Đấy. Còn hàng trên này là hàng dâu bạch tuyết. Bạch tuyết bây giờ cũng rất là lớn rồi. Còn đây là cần tây bẹ to, ép nước hay là xào đều ngon. Đây là một loại cần của Mỹ. Hạt giống của loại này là hạt bọc men. Đấy, mọi người có thấy không? Loại này rất là ngon luôn. Còn đây là cây bạc hà đây. Cái bạc hà này nhà mình đã hơn 1 năm tuổi rồi. Trồng từ lúc đầu đến giờ đây. Đấy, mọi người có thể thấy là cây bạc hà nó rất dễ trồng và nó đang muốn lan xuống đây này. Nó mà lan xuống nó lại như cái cây dâu tây ấy. Nó lại lên một cây nữa. Còn đây là ba cây cải thảo trụ nhà mình. Đây. Cải thảo trụ nhà mình. Cái hôm mà mình quay là mình ăn nướng tại vườn ấy thì nó mới chỉ là ba cây con thôi. Còn bây giờ nó đã lớn như thế này rồi, rất là xinh. Đó. Còn đây là bát lây. Rất là xinh luôn mọi người ạ. Bát lây là một dòng gia vị Âu. Mình có thể ăn những cái món, những kiểu món Âu ấy, thì mình cho vào như kiểu súp hay là canh khoai. Đây. Đây là dâu tây. Dâu tây bạch tuyết. Lớn nhanh, trông thấy luôn. Còn đây là cây mùi tàu nhà mình. Còn bên này là cây keo xoan xanh Dakibo đây mọi người ạ. Xoan luôn. Xoan tít luôn nha mọi người. Trời càng lạnh càng xoan. À, đây là gâu sun đấy mọi người. Đấy. Quả bắt đầu lớn rồi này. Đây là cây mình trồng từ ngó. Bởi vì bên viện ấy họ chỉ cung cấp ngó thôi mọi người ạ. Đây. Nhìn đã luôn. Đấy, rất là sai hoa sai quả luôn. Đó. Nhìn thích luôn đấy mọi người ạ. Đấy. Còn đây là tím red ball này mọi người. Bây giờ nó đã tím rất là đậm hơn so với clip trước rồi. Mặt sau của nó đây. Lá mà gặp thời tiết càng lạnh thì nó sẽ càng tím đậm. Siêu tím luôn mọi người ạ. Tím chưa mọi người?
Đẹp chưa? Về gâu sun ý thì mình thấy là hoa của nó cũng sẽ to hơn những cái giống khác, nên là quả cũng sẽ to hơn nha mọi người. Nó rất là sai quả luôn ý. Sai vô cùng. Đây, một hàng tím mọi người ạ. Đây, hôm nay là Cherokee đây. Cherokee đã to hơn rất nhiều. Và màu càng lớn thì nó sẽ càng tím đậm. Và trời càng lạnh ý, nó sẽ cái màu tím thì nó đậm hơn rất nhiều. Năm ngoái thì mình còn trồng còn đậm nữa, nó còn tím đậm, đậm gọi là đậm đậm tím như kiểu Salanova bên kia kìa. Đấy. Cải hoa hồng mình lại ươm tiếp, trồng tiếp cây đấy ạ. Còn đây là Salanova. Mình nghĩ là cái tên Salanova bởi vì nó là như kiểu ạ salad, tức là rau xà lách này, cái bản lá nó bé hơn. Chắc là nó chuyên ăn salad thì nó hợp lý hơn. Đây, lá của nó thì nó bé hơn mọi người ạ. Đấy, đây, một cái lá của nó để bé hơn thì ăn salad rất là hợp. Đây là hình lá sồi này, là Oclip Salanova Green Oclip. Đấy. Còn đây là Butter Green Butter, hình bông hoa. Trời ơi, nó quá đẹp luôn. Lá của nó thì ai thích quấn thì thực tế là lá cũng to đấy. Loại này thì ngon vô cùng. Đây là hoa hậu. Đây là hoa hậu trong làng. Còn đây là những cây cải cầu vồng của nhà mình. Năm nay mình trồng ở trên cao, năm ngoái thì mình trồng ở dưới thấp. Năm nay thì mình trồng ở trên cao luôn. Rất là xinh. Cầu vồng này thì ai mà thích ép nước ấy thì rất là nhiều nước. Còn đây là cây Nova đây. Nova thì bắt đầu đậu rất là nhiều quả rồi mọi người ạ. Đấy. Đây. Nó cũng hơi khó quay một chút. Đấy, mọi người có thể thấy không? Nó rất là sai ngoại đây này. Đây này. Đấy. Đây, chùm này nó dễ hơn này. Hạ chùm nó đây. Đây, chùm này đang bắt đầu đậu quả. Có cả chùm ở đằng xa nữa. Đây là chùm hoa đây. Còn chùm này là chùm đằng xa đây. Đây, ở vị trí này. Ở vị trí này thì để mình cầm máy quay ra một chút cho mọi người xem. Đấy. Rất nhiều hoa và quả luôn. Đấy. Nhiều vô cùng. Đây. Nova là một dòng cà chua của Mỹ rất là ngọt. Mình có cả Nova Đài Loan. Rất là ngon. Đây 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 này. Cả một chùm của nó. Đây cái chùm này để mình quay cho mọi người xem rõ. Đây, quay như nào được ra. Đấy. Mọi người có thấy không? Đấy, chùm của nó đấy. Rất là sai luôn, hay là chùm con bên này. Đấy. Đợi khi nào mà nó chín mình sẽ quay cho mọi người nó sẽ rõ hơn. Bởi vì bây giờ xanh thì là nhìn nó vẫn còn khó. Đây cả một chùm của nó đây này. Mình đang cầm lên cho mọi người. Đấy, cả một chùm đấy. Rất là thích luôn. Còn đây là nhân vật chính ngày hôm nay đây mọi người. Cải bẹ rún mọi người ạ. Hôm nay mình sẽ thu hoạch bẹ rún và bom rong để ăn lẩu nha. Đây mọi người có thể thấy. Hôm nay thì vườn mình đang là ở những cái mức độ gọi là đẹp nhất luôn. Đây là Salanova Green Butter. Đây, mọi người có thể thấy hình bông hoa. Còn đây là Salanova Red Oclip, là hình lá sồi. Mình thấy nó tên là Salanova, có thể là nó là rau chuyên ăn salad chẳng hạn, nên là nó tên là thế. Và đặc biệt nhá, riêng 6 cái loại salad của mình trồng đây này đều là hạt giống nhập ở bên Mỹ về của Johnny. Hạt này thì là đều là hạt bọc men,
mấy hôm nữa mình sẽ quay cho mọi người xem một cái clip gọi là đập hộp của cái hộp hạt giống xà lách nó như thế nào. Đây. Những loại này ăn rất là ngon, và đặc biệt ý là mọi người hay thắc mắc ở giống xà lách là mùa hè nắng lên thì nó hay bị đắng đúng không? Nhưng mà riêng 6 loại này nhá, 6 loại này mùa hè trồng không bị đắng. Miền Nam ấy trồng cũng được. Đây. Bây giờ mình sẽ thu hoạch bẹ rún và bom non nha. Bẹ rún là một dòng rau rất là ngon mọi người ạ. Mọi người có thể trồng vào mùa hè cũng được nha. Đây là một dòng gọi là rất là ngon. Đây. Bẹ rún mọi người, ôi cái rau này cực kỳ sạch mọi người ạ. Nếu mà mọi người mà có thể ăn, nó là một dòng có thể ăn được sống hoặc là ép nước cũng được, mà ăn lẩu hoặc là ăn mì cũng được, nấu canh được. Nhưng mà đại loại là cái rau này mình thấy ăn như kiểu nhá, chỉ cần nhúng qua một phát là đã thấy là rất là ngon rồi. Và bẹ rún này là một dòng mà của Mỹ, mình đã thu hoạch rất nhiều lần rồi. Cái dòng này mình cũng quay lên cho mọi người rất nhiều lần rồi, thì cái lá bẹ rún của bên mình nó đã to hơn những cái giống của bên nước khác. Mình sẽ thu đều cả cây. Lá của bẹ rún là nó xanh mơn mởn luôn. Cái màu này này là màu xanh non. Lá bé này xanh rất là non, rất là đẹp. Bạn nào cần hạt giống hay là cây giống có thể liên hệ với mình theo số hotline hoặc là xem ở phần thông tin mô tả nha. Mình có cung cấp luôn. Mình sẽ đặt cái mẹt ở bên này đã. Tiếp một cái nhà mình thì thường ăn đến đâu mình sẽ thu đến đấy. Bẹ rún này ngon lắm. Cây bên này đang xoay quá. Cây này mọi người có thể nhổ cả cây cũng được, mà tỉa cũng được. Ăn ngon, để cái lá này bị ngập. Trẻ con cũng rất thích mọi người ạ. Nấu cũng dễ, ăn nấu cũng dễ mà ăn ăn nó cũng thích. Cái lá này nó đang ở sát dưới đất nên là nó hơi bị bẩn. Những cái lá già ở dưới thì mình sẽ tỉa đi, những cái lá già xuống tỉa đi. Ok đấy, mình sẽ thu hoạch sang cả bom rau nhá. Nhà mình thì thường còn thói quen là ăn đến đâu thì mình sẽ lên, mình sẽ thu hoạch rau đến đấy. Giờ mình sẽ thu hoạch bom rau. Đây là những cây bom rau nhà mình trồng nhá. Riêng cái bên bọn bom rau này, mọi người, những cái dòng mà tỉa lá ấy, thì mọi người càng tỉa lá nó sẽ càng to. Thôi mình sẽ để bên cạnh này đi. Mình dịch cái bẫy dưới này này. Năm ngoái thì mình những cái lứa cuối cùng ấy nó còn to nữa. Đấy. Rất là xinh luôn. Dòng này ăn nhúng lẩu cực kỳ ngon. Mình sẽ thu hoạch hết chị đều nhá. Mọi người muốn cây đẹp ý, mọi người cứ thu hoạch đều cây ý. Cái này những cái lá giả ở dưới. Những cái lá giả ở dưới thì mọi người cứ để này, lá bật hết ra. Sạch đoạn này. Những cái lá giả ở dưới thì mọi người lại cho vào đất, xong rồi tưới một ít chi chô lên. Nó sẽ, tí nữa phải rửa kỹ đoạn này. Nó sẽ lại lên tiếp. Bom rom ấy là nó còn to được nữa. Bên này. Đây. Rất là xinh luôn mọi người ạ. Đây là một giống cải của Hàn Quốc. Bạn này ngon lắm. Năm nào mình cũng trồng mà mọi người cũng rất thích cái loại này. Lá của nó
Năm ngoái mình trồng còn được to hơn như này. To to bằng cái mặt mình mà. Năm ngoái nó không cuộn. Năm nay lạnh hơn. Năm nay lạnh hơn, nó cuộn vào. Thành quả của mình hôm nay đây ạ. Một ít cải bẹ rún và một ít pom rom Hàn Quốc. Bẹ rún của Mỹ nha cả nhà. Hôm nay thì mình chỉ tỉa lá thôi. Và những cái cây còn lại nó sẽ còn lớn và cho thu hoạch tiếp. Mời mọi người đây. Rất là xinh luôn. Một cái mệt là nhà mình đã ăn đủ luôn cả một ngày rồi. Mọi người thấy hay thì ấn like và ấn theo dõi kênh của mình nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. Bye bye.